Xin chào mọi người, video này thì mình sẽ giới thiệu về một số cái hàm thường gặp của array trong JavaScript. Trong bài này mình không đề cập tới những cái hàm đơn thuần, ví dụ như là hàm lấy len, hàm push, hàm pop thì mình không đề cập tới. Ở đây mình sẽ đề cập tới những cái hàm mà chúng ta thường gặp hay dùng lập trình hàng ngày. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái array, là ví dụ một list number đi. Nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Rồi, hàm đầu tiên mình muốn đề cập tới đó chính là hàm for x. Thì cái cú pháp đó chính là một cái array này, sau đó là for x. Rồi, thằng này nó có nhiệm vụ là nó lặp qua từng phần tử. Đó, nó chỉ lặp qua từng phần tử thôi. Thì thằng này sẽ nhận vào một cái hàm. Thì ở đây chúng ta có nhiều cái viết, ví dụ chúng ta có thể hiện viết function này. Thì đối số truyền vào chính là cái item và cái nội dung, ví dụ là mình muốn in ra chẳng hạn, là item. Rồi, chạy này, đó, thì nó in ra 10 số. Tương tự như vậy thì mình cũng có thể là tạo một cái hàm đây chẳng hạn, rồi mình đặt tên cho nó và mình truyền vào đây, đó thì nó chạy bình thường, tức là trong tập for x này nó sẽ nhận vào một cái hàm. Ở đây mình có thể viết gọn bằng cách là ví dụ item mình trả ra item mình console log ra item đó. Lại đó là kết quả tương tự. Thì đầu tiên là hàm for x nó sẽ lặp qua từng phần tử để bạn tạo một cái gì đó. Hàm thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là hàm include. Thì cái cú pháp nó sẽ là number này, include. Rồi, thằng này nó sẽ nhận vào một cái số, một cái phần tử, và nó kiểm tra xem cái phần tử nhập vào ấy, nó có tồn tại trong cái mảng ban đầu hay không. Thì ví dụ như là mình nhập vào 4 chẳng hạn, thì rằng cái hàm này nó sẽ trả ra một giá trị boolean, thì mình console log được xem nhé. Đó, thì nó ra true này, nó kiểm tra thằng này có số 4, ví dụ số 49 chẳng hạn, thì nó là false, nó không tồn tại ban đầu. Đó, thì thằng này sẽ giúp kiểm tra xem là cái phần tử truyền vào có trong cái mảng của chúng ta hay không. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm filter. Thì thằng này nó cũng khá là tương tự với lại map và reducer. Tuy nhiên thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau, thì có thể mình sẽ nói ở một video nào đấy. Thì cái hàm này ấy, nó sẽ trả về một cái array mới, nó thỏa mãn điều kiện. Filter là lọc mà. Thì ví dụ như mình tạo một cái, thì thằng này sẽ trả một mảng mới chẳng hạn, mình sẽ new number chẳng hạn. Đó, nó sẽ bằng number.filter này. Thằng này thì nó cũng nhận vào một hàm, và nó lọc qua từng phần tử, nó kiểm tra xem phần tử đấy có thỏa mãn hay không. Nếu như phần tử đấy thỏa mãn thì nó sẽ trả ra cái giá trị nó đẩy vào cái mảng mới. Thì ví dụ như là mỗi lần lọc mình để tên nó là item này, xong mình kiểm tra xem từng cái số đấy nó có lớn hơn 5 hay không. Đó, thì thằng 1, 2, 3, 4 này, 5 này, nó không thỏa mãn cái điều kiện này, cho nên nó không cho vào đây. Còn từ thằng 6 đổ đi, nó lớn hơn 5, thì nó sẽ boot vào cái mảng này, và mảng mới sẽ có giá trị là 6, 7, 8, 9, 10. Nghĩ ra thử nhé. New number. Đó, thì thằng filter này nó sẽ là một cái hàm để chúng ta giúp chúng ta lặp. Thì thằng này nó giống một cái hàm, và hàm đấy kết quả trả ra nó là boolean, nó kiểm tra xem đúng hay sai. Nếu như cái hàm này trả ra true thì cái phần tử đó sẽ được boot vào mảng mới, còn nếu trả ra false thì phần tử đó sẽ không được boot vào mảng mới. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có một cái hàm là hàm map.
hàm map thì nó sẽ cũng đi qua từng phần tử, nhưng mà thằng này nó sẽ trả ra một cái phần tử mới mà nó sẽ và mỗi lần và nó trả ra phần tử mới và nó boot cái phần tử mới đấy vào cái mảng mới, được chưa? Thì ví dụ như là mình có một cái item mỗi lần lặp chẳng hạn mình cộng đến 10 chẳng hạn. Ví dụ item cộng cho 10. Đó. Thì mỗi lần lặp qua nó cộng thêm 10 và nó trả vào mảng mới. Thì bây giờ mình sẽ có 11 này, 12 đến 20, đúng không? Đó, thì đây là cái công dụng của hàm map. Tiếp theo là chúng ta đếm một cái hàm là hàm reducer. Thì hàng này các bạn cũng có thể các bạn cũng đã biết rồi. Hôm qua là những cái phần hướng dẫn mà người ta giúp cộng tổng các cái số trong mảng ạ. Nhưng mà thật ra thì cái reducer này nó có rất nhiều công dụng, ví dụ như là làm phẳng mảng này, đếm các instance của các cái giá trị của một trong đối tượng hay là nhóm đối tượng theo thuộc tính, vân vân. Thì mình cũng sẽ có một cái video nói về cái phần reducer này riêng. Thì ở đây mình sẽ đề cập một cái ví dụ đơn giản nhất mà chúng ta thường gặp, đó chính là cái reducer để các bạn mới học JavaScript thì có thể hiểu được cái hàm này. Thì ví dụ như là mình yêu cầu là mình tính tổng chẳng hạn, cái sum chẳng hạn của cái mảng number này. Thì ngoài cái việc là chúng ta sử dụng các vòng for thì chúng ta có thể sử dụng một cách là dùng reducer. Thì thằng này reducer, thằng này sẽ nhận một cái hàm. Hàm này có hai đối số. Đối số đầu tiên là cái giá trị, cái kết quả cộng dồn, là ví dụ như là sum chẳng hạn. Và cái giá trị thứ hai, cái đối số thứ hai, nó chính là từng cái phần tử mỗi lần nó lặp. Thì ví dụ như là item chẳng hạn. Rồi. Mỗi lần lặp qua cái item này thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta sẽ cộng dồn vào, đúng không? Thì sẽ là sum cộng cho item. Rồi, ngoài ra thì cái reducer này nó sẽ nhận vào một cái biến gọi là cái biến khởi tạo ban đầu. Tức là cái này nó sẽ gắn vào cái khởi tạo đây, chính là cái sum. Thì ban đầu chúng ta sẽ có sum bằng 0. Mỗi lần lặp cái item này thì chúng ta sẽ lấy cái sum cộng với từng phần tử lặp qua thì chúng ta sẽ được kết quả là tổng của cái mảng number. Đó, thì chúng ta được nó làm. Thì ví dụ như mình tăng 10 nó chẳng hạn nhé, 65. Đấy, thì ban đầu khởi tạo cái sum này là 10. Đấy, thì mỗi lần lặp qua từng cái phần tử này thì nó cộng dồn vào thì có phải nó lên 65 cơ chưa? Rồi, thì đây là một cái ví dụ đơn giản nhất về reducer. Tiếp theo là chúng ta có một cái hàm là hàm sum. Hàm này nó sẽ trả về boolean và nó cũng nhận vào một cái hàm và cái kết quả trả ra của hàm đấy cũng là boolean. Thì cái thằng sum này nó sẽ kiểm tra xem bất kỳ, tức là nếu như có bất kỳ cái phần tử nào nó thỏa mãn cái điều kiện trong cái hàm này thì nó trả về true, còn nếu như tất cả các phần tử trong mảng nó không thỏa mãn cái điều kiện trong cái sum này thì nó sẽ trả về false. Thì mình ví dụ đơn giản như là ví dụ mình chuyển vào item này, kiểm tra xem là nếu như mà item mà lớn hơn 9 chẳng hạn. Đó. Đây mình in ra thằng này nhé. Chu này, đấy, thì chỉ cần có một thằng 10 thôi. Thằng 10 này nó thỏa mãn điều kiện này thì thằng sum này nó trả về chu. Hay là nhỏ hơn hoặc bằng 1 chẳng hạn thì nó vẫn trả về true, bởi vì nó có thằng 1 để thỏa mãn. Nhưng ví dụ như mình nhỏ hơn 1 chẳng hạn thì nó trả về false, bởi vì là tất cả các cái phần tử trong mảng này nó đều không thỏa mãn cái điều kiện là nhỏ hơn 1, cho nên nó trả về false. Còn nếu như mà bất kỳ có một hoặc là nhiều cái giá trị thỏa mãn cái điều kiện này thì nó trả về true. Rồi, ok. Tương tự như vậy thì ngược lại với nó, chúng ta sẽ có một cái hàm là hàm every. Thằng này thì nó ngược lại cái phần sum. Đó chính là nó sẽ kiểm tra xem tất cả các phần tử thỏa mãn cái điều kiện này thì nó mới trả về true. Còn nếu như mà có một cái phần tử mà nó không thỏa mãn điều kiện thì nó sẽ trả về false. Ví dụ như là nhỏ hơn 3 chẳng hạn thì nó sẽ trả về false.
Đó. Bởi vì là từ tháng 3 đổ lên nó không thỏa mãn điều kiện này. Nhưng ví dụ như mình thử 11 chẳng hạn thì nó trả về true, bởi vì tất cả các cái phần tử trong mảng này nó đều thỏa mãn cái điều kiện là nhỏ hơn 11. Rồi, tiếp theo chúng ta đến một cái hàm mà chúng ta rất là hay gặp, đó chính là hàm sort. Thì đầu tiên mình sẽ làm một cái mảng này nó linh tinh đi nhá. Ví dụ là 10 này, 1 này, 9 này, 6 này, 2 này, 7 này. Rồi, thì hàm sort thằng này nó sẽ nhận vào một cái hàm. Hàm này có hai đối số tương ứng về giá trị thứ nhất và giá trị thứ hai. Thì chúng ta cứ tưởng tượng rằng là thằng này nó sẽ thể hiện cái mối tương quan giữa thằng số nhất và số thứ hai. Nếu nếu như mà nó trả ra là trừ 1 thì nó sẽ không thay đổi. Còn thì nếu mà nó trả ra 1 thì nó sẽ thay đổi. Thì ví dụ như số nhất và số thứ hai đúng không? Bây giờ mình muốn sắp xếp là cái dãy số này theo thứ tự là tăng dần thì là số thứ nhất phải nhỏ hơn số thứ hai đúng không? Thì nếu như mà A mà lớn hơn B thì sao? Mình đổi đúng không? Thì mình phải trả ra 1. Nếu không thì mình trả ra trừ 1. Đó, thì mình sẽ xếp tăng dần. Còn trường hợp mà chúng ta muốn sắp xếp giảm dần thì nếu như mà là cái A nhỏ hơn cái B thì chúng ta phải trả ra trừ 1. Còn nếu mà A lớn B thì chúng ta sẽ trả ra 1. Đó, chúng ta sẽ được một cái giảm, một cái dãy số là giảm dần. Trường hợp mà chúng ta sẽ có một cái list character chẳng hạn bằng là B A E U F chẳng hạn, thì tương tự như vậy. Trường hợp này là trường hợp giảm dần, còn trường hợp tăng dần thì chúng ta sẽ là một và triệu một đó. Thế đây là hàm sort trong JavaScript. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái hàm khác, đó chính là hàm array form. Thì thằng này nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái mảng từ một cái kiểu dữ liệu khác. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái là name chẳng hạn bằng JavaScript. Đó. Thì chúng ta sẽ gọi là hàm array.from name chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ được một cái array là các cái ký tự character trong cái name này. Thằng này nó còn một cái công dụng nữa, đó chính là có thể làm được cái DOM. Chúng ta cần tạo ra một cái mảng, ví dụ như là chúng ta tạo một cái document.query selector all by paragraph chẳng hạn. Đó, thì chúng ta có thể là tạo tạo từ một cái array từ cái câu query đó. Và cuối cùng là chúng ta có hàm array up. Thì chúng ta đã biết là nếu như chúng ta muốn tạo một cái mảng chẳng hạn, mảng name chẳng hạn, thì chúng ta phải khai báo nó như thế này. Rồi ví dụ như là A B chẳng hạn, đúng không? Đó, thì từ ES6 nó sinh ra một cái hàm nữa là hàm array up, thì thằng này nó nhận vào một cái danh sách tham số và nó sẽ chuyển cái đó thành một cái mảng. Ví dụ như là 1 này, 2 này, 5 này, A này, B này, true này. Đó, chúng ta in ra. Đó, thì nó sẽ tạo được cái mảng, thì nó nhận vào một cái danh sách tham số và nó sẽ tạo cho chúng ta một cái mảng. Rồi, thì ở trên đây là mình giới thiệu qua về 10 cái mảng, 10 cái hàm về array mà chúng ta hay gặp nhất. Thì hy vọng các bạn có thể hiểu các cái hàm này và sử dụng chúng trong công việc. Nếu thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho TechMilly nhé.